Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Bắt nam thanh niên tấn công người khác tử vong sau va chạm giao thông. Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở chợ Long Biên. Khởi tố kẻ giả danh cán bộ chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Người nổ súng sau vụ va chạm giao thông ở Long An là ai? Dùng chiêu độc lạ phục vụ, quán ăn ở Cần Thơ hút khách nườm nượp. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Công an thành phố Huế và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Cửu Quốc, sinh năm 1994, trú tại số 102 đường Tôn Thất Cảnh, phường An Đông, thành phố Huế, về hành vi giết người. Trước đó vào sáng ngày 5 tháng 2, Nguyễn Cửu Quốc điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 75F7-7551 đi giao nước đá trở về xưởng. Khi đến đoạn trước vị trí nhà số 115, đường Xuân 68, phường Đông Ba, thành phố Huế, xe do Quốc điều khiển xảy ra va chạm với Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1996, trú tại đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, khiến Quốc suýt bị ngã. Sau đó, Quốc điều khiển phương tiện đuổi theo Bình. Đến vị trí trước nhà số 61 đường Xuân 68, Quốc và Bình xảy ra cãi vã qua lại. Bình nhặt đá ở vỉa hè ném Quốc nhưng không trúng. Sau đó tiếp tục rượt đuổi Quốc chạy vào xưởng làm đá tại địa chỉ số 57 đường Xuân 68. Trên đường rượt đuổi, Bình tiếp tục dùng viên gạch cầm trên tay tấn công Quốc. Cả hai tiếp tục xô sát, Quốc lấy hung khí thủ sẵn tấn công liên tiếp vào người Bình. Nạn nhân Bình bỏ chạy ra ngoài nhờ người dân đưa đi bệnh viện nhưng tử vong trên đường cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an thành phố Huế và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ, tổ chức truy bắt đối tượng. Đối tượng Quốc bị bắt khi đang chuẩn bị quần áo với ý định bỏ trốn khỏi nhà riêng tại số 102 đường Tôn Thất Cảnh, phường An Đông, thành phố Huế. Tối ngày 5 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp nhóm 7 đối tượng do có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Long Biên. Theo tài liệu điều tra, có 27 người bị hại là các tiểu thương, người lái xe chở hàng đến khu vực chợ Long Biên. Họ sẽ phải liên hệ với nhóm đối tượng và mất tiền để xin chỗ ngồi bán hàng. Nhóm đối tượng lấn chiếm lòng đường Hồng Hà thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, sát chợ Long Biên, tạo thành khu vực kinh doanh ngay bên ngoài cổng chợ. Nhóm đối tượng này xác lập một khu vực riêng và thực hiện bảo kê tại đây. Các tiểu thương buộc phải chấp nhận theo sự sắp xếp và nộp tiền theo yêu cầu của nhóm đối tượng này thì mới được bán hàng. Nếu không nộp tiền, sẽ không được bán hàng và bị đuổi khỏi chợ. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, trung bình mỗi ngày, nhóm đối tượng này thu giữ từ 10 đến 30 triệu đồng, hàng tháng thu từ 400 đến 500 triệu đồng, tương đương khoảng 5-6 tỷ đồng mỗi năm. Việc thu tiền không có hóa đơn chứng từ. Khu vực buôn bán này là lòng đường vỉa hè, không được cấp phép kinh doanh, không thuộc quản lý của Ban Quản lý chợ Long Biên. Lực lượng chức năng cũng cho biết, người bán hàng phải nộp tiền theo các mức mà nhóm đối tượng áp đặt, không được phép thỏa thuận. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Lực, 55 tuổi, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 11 tỷ đồng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước nhận được đơn tố cáo của bà NTB, 54 tuổi và ông NNM, 51 tuổi, cùng ngụ ở thành phố Đồng Xoài về việc bị Nguyễn Như Lực lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bà B bị lừa hơn 1,6 tỷ đồng thông qua việc nhờ vay vốn ngân hàng. Ông M bị lừa 500 triệu đồng thông qua việc nhờ xin giấy phép mở đại lý ô tô. Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Như Lực. Qua khám xét chỗ ở của Lực, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ thể hiện hành vi phạm tội của đối tượng. Đồng thời thu giữ nhiều chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe của Lực, nghi vấn là giấy tờ giả. Tại cơ quan công an, Lực khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung đơn tố cáo của hai bị hại. Lực còn khai nhận bằng nhiều thủ đoạn khác nhau đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 người khác ở các tỉnh thành trên cả nước với số tiền chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng. Theo đó, Lực giả là cán bộ công an, bộ đội và tự khoe quen biết với nhiều người có chức vụ ở Trung ương và nhiều địa phương nên nhận xin việc, xin các loại giấy phép, vay vốn ngân hàng với số tiền lớn, thậm chí là chạy án.
Để bị hại tin tưởng, Lực còn lưu tên vợ, người quen của mình là công an, tòa án, viện kiểm sát. Để khi những người này gọi đến, đối tượng đưa cho con mồi xem nhằm tạo niềm tin, dễ bể lừa đảo. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường, sinh năm 1990, ngụ ở phường 3, quận Phú Nhuận, để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh VQM, sinh năm 1982, ngụ ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tố giác Phạm Trọng Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22 tháng 10 năm 2021 thông qua hoạt động vay tài chính. Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan công an đã tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ. Qua điều tra, công an xác định Cường là chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội khoảng 4-5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ. Tuy nhiên, do tài sản là nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt, nên Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn để nhằm mục đích lừa đảo. Cụ thể, văn bản làm giả này có nội dung là ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng. Theo đó, Cường sẽ cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền tin rằng anh ta có hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp, đã được chấp thuận cho vay số tiền trên. Khi anh VQM, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Vay Online 247, liên hệ Cường để tìm hiểu, thì đối tượng đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả là quyết định chấp thuận cho vay số 60 ngày 27 tháng 9 năm 2021, và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt để anh Mờ tin tưởng. Sau khi thấy hồ sơ khá rõ ràng, anh Mờ đã báo về Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Vay Online 247, chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay. Và sau đó, Cường đã chiếm đoạt số tiền trên vào mục đích cá nhân. Ngày 5 tháng 2, đại diện Công an huyện Đức Hòa cho biết, đã báo cáo công an tỉnh vụ phó giám đốc một công ty bảo vệ nổ súng giải tán đám đông sau vụ va quẹt xe và đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó vào chiều ngày 4 tháng 2, công an xã Hữu Thạnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân qua điện thoại trực ban về vụ va chạm giao thông tại đường lộ liên ấp thuộc ấp 1B, xã Hữu Thạnh. Sau khi va chạm, hai bên có cự cãi lớn tiếng gây mất trật tự. Công an xã Hữu Thạnh đã phân công lực lượng xuống hiện trường giải quyết thì hai bên đã thương lượng và điều khiển phương tiện rời đi. Theo kết quả xác minh của Công an xã Hữu Thạnh, chiều ngày 4 tháng 2, tại đường lộ liên ấp thuộc ấp 1B, xã Hữu Thạnh đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô mang biển kiểm soát 51K87995 và xe ô tô mang biển kiểm soát 54P60465 khiến ô tô bị chảy xước. Do hậu quả không nghiêm trọng nên hai bên không báo công an giải quyết mà tự thương lượng. Tuy nhiên trong quá trình thương lượng, hai bên lớn tiếng tranh cãi và gây ách tắc giao thông. Tại hiện trường, những người chứng kiến vụ việc cho biết, khi hai bên đang cự cãi thì ông Võ Chí Thành, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Bình Dương Hoàng Gia đi ngang qua. Ông Thành có vào can ngăn nhưng không được nên đã dùng súng đạn cao su bắn chỉ thiên để giải tán nhóm người trên. Làm việc với công an huyện Đức Hòa, ông Võ Chí Thành cho biết, ông được công ty cấp công cụ hỗ trợ là súng đạn cao su RG88, khẩu súng có số hiệu RCG 2040-1632, đã được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Long An cấp giấy phép sử dụng vào ngày 6 tháng 9 năm 2022 và giấy chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ vào ngày 12 tháng 9 năm 2022. Vào ngày 4 tháng 2, trên đường từ nhà đến công ty và các mục tiêu bảo vệ, ông Thành thấy có xảy ra va chạm giao thông dẫn đến tranh cãi gây mất trật tự và làm ách tắc giao thông nên đã gọi điện trình báo công an xã Hữu Thạnh. Trong lúc chờ công an xã đến giải quyết, thấy hai bên tiếp tục cự cãi và có dấu hiệu sắp dùng bạo lực, nên ông Thành cùng người dân có mặt tiến hành can ngăn nhưng không được. Vì vậy, ông Thành đã sử dụng công cụ hỗ trợ, bắn chỉ thiên một phát để ngăn chặn ẩu đả, gây mất an ninh trật tự. Sau khi ông Thành nổ súng, hai bên ngừng tranh cãi và tự thỏa thuận khắc phục hậu quả rồi rời đi. Theo đại diện công an huyện Đức Hòa, ông Võ Chí Thành tuy có giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật,
vi phạm điểm E khoản 2 điều 11 Nghị định số 144 năm 2021 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Vì vậy, công an địa phương đã đề xuất xử phạt ông Thành với mức phạt từ 2 đến 5 triệu đồng và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sau khi đồng bọn bị bắt vì buôn ma túy, Lê Xuân Phúc sinh năm 1983 ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bỏ trốn ra nước ngoài, đổi họ tên, không liên lạc với vợ con và mẹ già ở quê. 9 năm sau ngày lẩn trốn, Phúc đã bất ngờ ra đầu thú. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sau khi được lực lượng công an và gia đình tuyên truyền vận động, Lê Xuân Phúc sinh năm 1983 ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 19 tháng 10 năm 2014, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hoài, sinh năm 1985, ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 541,7 gram methamphetamine hay còn gọi là ma túy đá. Đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Văn Hoài và Lê Xuân Phúc đã câu kết với nhau mang ma túy từ Trung Quốc về Thanh Hóa để tiêu thụ. Sau khi Nguyễn Văn Hoài bị bắt, Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong thời gian lẩn trốn bên Trung Quốc, Lê Xuân Phúc đã đổi tên thành Lê Xuân Tuấn và làm nghề sản xuất đồ gia dụng tại đây. Biết bản thân bị công an truy nã, Phúc lẩn trốn, sống chui lùi, không dám liên lạc với vợ con và mẹ già ở quê. 9 năm sau, kể từ ngày lẩn trốn, mới đây Phúc trở về nước và được lực lượng công an, chính quyền địa phương và người thân tuyên truyền vận động nên đã đến cơ quan công an đầu thú. Phòng Cảnh sát Hình sự đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo quy định của pháp luật. Một quán ăn ở trung tâm thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội sau bài đăng giới thiệu về dàn mỹ nam cởi trần, phục vụ, khoe thân hình chuẩn 6 múi, khiến hội chị em ai nấy suýt xoa tìm đến lần lượt check-in. Chỉ sau một giờ đăng tải, bài đăng này đã thu hút hơn 2.000 lượt tương tác, bình luận. Một số bày tỏ trải nghiệm thực tế, số khác nêu ý kiến trái chiều, lo ngại trước vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Đại diện quán LH ở thành phố Cần Thơ xác nhận, dàn mỹ nam cởi trần, khoe cơ thể 6 múi phục vụ khách nướng thịt đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội là 4 nhân viên của quán này. Tuy nhiên, nhóm nhân viên đặc biệt này chỉ phục vụ khách vào 2 ngày cuối tuần. Quán chuyên bán các món nướng, các bạn phục vụ này sẽ nhận order tại bàn. Khách đến có thể nhờ các bạn nướng hộ, sau đó chụp ảnh quay video. Về vấn đề phục vụ cởi trần ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đại diện quán cho hay, đội ngũ phục vụ sẽ đeo tạp dề và trước khi vào ca làm việc, các bạn đều phải trải qua quá trình vệ sinh để đảm bảo an toàn theo quy định của quán. Đại diện quán cũng cho rằng, dàn nam phục vụ 6 múi này chỉ phục vụ theo yêu cầu của khách và khách hàng thường thấy thích thú khi vừa ăn vừa được trải nghiệm những điều mới mẻ mà chưa quán nào ở Cần Thơ có. Đại diện quán còn cho biết thêm, nhóm phục vụ 6 múi này đã làm tăng độ nhận diện của thương hiệu của quán trên các nền tảng mạng xã hội. Từ đó, lượt khách tìm đến trải nghiệm và thưởng thức các món ăn cũng tăng lên đáng kể. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 2, tức sau lễ Ông Công Ông Táo, ngành đường sắt bắt đầu chạy thêm nhiều tàu. Hành khách đông, các chuyến tàu hầu như kín chỗ dù chưa đến ngày nghỉ Tết Nguyên đán chính thức. Chỉ tính riêng hôm 4 tháng 2, tại ga Hà Nội đã có khoảng 10 chuyến tàu xuất phát đi các tỉnh phía Nam, 4 chuyến tàu đi Hải Phòng, ngoài ra còn tàu đi Lào Cai. Đường sắt vẫn thực hiện nghiêm quy định kiểm soát vé trước khi vào ga, trước khi lên tàu thông qua thiết bị điện tử, vé điện tử. Để tránh những trường hợp trễ tàu đáng tiếc, đảm bảo quyền lợi của hành khách khi đi tàu, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách mang theo giấy tờ tùy thân khớp với thông tin trên vé, trẻ em mang theo giấy khai sinh và các đối tượng ưu tiên khác cần mang theo giấy tờ có liên quan. Theo đó, ngành đường sắt tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu. Để làm thủ tục lên tàu nhanh nhất, hành khách cần mang theo vé điện tử hoặc vé giấy và giấy tờ tùy thân bản chính, trẻ em mang theo giấy khai sinh. Hành khách được giảm giá theo đối tượng chính sách xã hội cần mang theo giấy tờ chứng minh. Cụ thể, sinh viên mang theo thẻ sinh viên, thương bệnh binh mang theo thẻ thương binh, đoàn viên công đoàn mang theo thẻ đoàn viên. Hành khách nên có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 tiếng. Khi nhà ga thông báo mở cửa, hành khách vào ga và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ ngồi của mình để tránh nhỡ tàu. Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20 kg và tự trông coi bảo quản.
ngành đường sắt cũng hướng dẫn hành khách kiểm tra vé tàu hỏa xem có hợp lệ hay không, tránh trường hợp mua phải vé giả, vé không hợp lệ, vé bị thay đổi thông tin hành khách, thời gian đi tàu khi hành khách mua vé trôi nổi. Hành khách có thể truy cập vào website ngành đường sắt, tích mục kiểm tra vé, sau đó nhập đầy đủ các thông tin trên vé tàu vào như mã vé, mắc tàu, ga đi, ga đến, ngày đi, số giấy tờ và nhấn kiểm tra vé. Nếu hiển thị vé điện tử của bạn hoàn toàn hợp lệ thì hành khách sử dụng vé để đi tàu bình thường. Nếu hiển thị không tìm thấy vé điện tử phù hợp thì hành khách liên hệ nhà ga hoặc tổng đài để được hỗ trợ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.